Ca sĩ Hà Phương tiết lộ tính xấu của chồng tỷ phú, rất nóng tính hay quát lớn. Đằng sau cuộc sống hào nhoáng khi kết hôn cùng tỷ phú Chính Chu, ca sĩ Hà Phương cũng có những bí quyết riêng để giữ lửa hôn nhân. Giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn êm đẹp, Hà Phương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và có cùng chí hướng với hai chị em ruột Cẩm Ly và Minh Tuyết. Hà Phương là một giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca trữ tình cùng nhiều ca khúc gắn liền tên tuổi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, em gái Cẩm Ly gần như rút dần khỏi các hoạt động nghệ thuật, sống kín tiếng hơn. Được biết, chồng của Hà Phương là tỷ phú Chính Chu. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của diễn viên Trần Bảo Sơn. Thời điểm quen Hà Phương, Chính Chu đã là một trong những tỷ phú gốc Việt làm mưa làm gió ở xứ sở cờ hoa. Anh nắm quyền kiểm soát tập đoàn hóa chất của Đức, thậm chí từng có ý định thâu tóm một hãng máy tính lớn hàng đầu thế giới. Sau khi về làm dâu nhà tài phiệt, cuộc sống của Hà Phương đã có rất nhiều thay đổi. Đáng chú ý, cô được gia đình nhà chồng đối đãi rất tử tế, nhân hậu. Nữ ca sĩ từng kể, mẹ chồng không để con dâu động tay động chân vào việc nhà vì biết cô từng bị gãy tay nên không thể mang sách nặng. Các anh em trong gia đình cũng cư xử dễ thương, không ai gây khó dễ gì cho cô. Sau khi rút lui khỏi showbiz, Hà Phương trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Chính vì vậy, tỷ phú Chính Chu ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc kinh doanh. Kể từ năm 2007, vợ chồng Hà Phương đã sở hữu một trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới tên Hilton, cùng những khu nghỉ dưỡng hàng đầu như Hilton Athens, Hilton San Francisco, Beverly Hilton. Họ từng khiến ông Donald Trump tái mặt khi bỏ đến 34,3 triệu đô, hơn 723 tỷ đồng để mua trọn tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower. Hai người ở trong những căn nhà xa xỉ nhất xứ cờ hoa, di chuyển bằng phi cơ riêng. Hơn 20 năm kết hôn, Hà Phương và Chính Chu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì vẫn giữ được tổ ấm hạnh phúc êm ấm. Mặc dù ít khi xuất hiện trước truyền thông hoặc chụp ảnh chung, nhưng Hà Phương cho biết ông xã rất chu đáo, yêu thương vợ con hết mình. Chỉ vì nghe Hà Phương nói đùa muốn xây phòng tiệc trong nhà, tỷ phú Chính Chu lập tức cho người hoàn thành để tạo bất ngờ cho vợ. Thậm chí anh còn bí mật xây nhà hát opera trong nhà. Không những vậy, tỷ phú Chính Chu còn thường xuyên mua đồ hiệu cho vợ. Số quà mà anh mua tặng vợ đã không còn chỗ chứa. Chia sẻ về bí quyết làm dâu trong gia đình tài phiệt để luôn giữ được hòa khí trong gia đình. Tôi không có bí quyết gì ngoài luôn lễ phép, kính trên nhường dưới, sống có trước có sau. Tất cả điều đó phải từ trong tâm của bạn ra. Bạn thực sự lương thiện và chân thành, người khác sẽ cảm nhận được, không mà có thể giả tạo suốt 20 năm được. Công việc kinh doanh của Chính Chu rất bận rộn và nhiều áp lực. Vì thế, cô đặt ra nguyên tắc là không bàn chuyện kinh doanh khi ở nhà. Nữ ca sĩ muốn chồng cảm nhận được gia đình luôn là nơi yên bình, ấm áp, giúp anh thấy vui vẻ, thoải mái nhất. Vì thế, khi muốn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với ông xã, Hà Phương luôn tìm những chủ đề thú vị, hài hước để trò chuyện cùng nhau. Thỉnh thoảng, trong những buổi họp mặt gia đình, người đẹp còn cao hứng biểu diễn tặng chồng và hai cô con gái những tiết mục dân ca ngọt ngào. Trong cuộc sống gia đình, chồng Hà Phương cũng rất chiều vợ, như chịu khó mua váy áo thời trang, mua nữ trang cho cô. Tuy nhiên, Hà Phương lại không phải là người yêu thích thời trang. Sự đam mê của cô là chăm sóc hai đứa con và rảnh rỗi thì nghe nhạc xem phim. Hà Phương cũng kể, cũng có lúc hai vợ chồng mâu thuẫn. Anh ấy rất nóng tính khi nổi nóng quát nạt rất to. Những lúc đó mình phải nhịn, sau rồi khi yên ổn mới tỉ tê góp ý với chồng. Được các anh ấy cũng cầu thị, nhận ra lỗi sai ngay. Nói chung, sống với nhau thì phải hiểu tính cách của nhau thì mới có thể lâu dài, Hà Phương cho biết. Tuy nhiên, Hà Phương cũng khẳng định trong mắt người đàn ông thì người vợ luôn phải là người đẹp nhất, nên dù không thích thời trang, nhưng cô cũng tạo cho mình một phong cách thời trang cầu kỳ sang trọng. Hà Phương tiết lộ, dù có người giúp việc nhưng tôi thích tự tay chăm lo bữa ăn cho chồng con. Hàng ngày ông xã đi làm, tôi tranh thủ đưa đón hai con gái đi học. Nếu ông xã không đi du lịch, tôi và anh ấy sẽ cùng coi phim đến khuya. Anh Chính nhìn ở ngoài khó tính nhưng lại hài hước. Mỗi lần đi làm về là anh đùa giỡn với các con ầm ĩ cả nhà nên bọn trẻ thích ba lắm. Ba cha con đều thích trêu chọc mẹ. Vì vậy tôi thường nói với các con, đội quân này phản bội hết rồi. Khi Hà Phương đặt chân vào Hollywood, ban đầu ông xã cũng ngạc nhiên bởi cô còn thiếu gì nữa đâu. Danh tiếng, tiền bạc, gia đình. Nhưng Hà Phương đã kiên nhẫn giải thích đây là sự dấn thân với đam mê của mình. Anh thử nghĩ xem, nếu em không thành công thì cũng là một lần em thử sức mình. Nhưng nếu thành công thì sẽ có cơ hội để nhiều người Mỹ biết tới Việt Nam. Mà Việt Nam thì cũng có rất nhiều người tài năng trong điện ảnh. Đây là cơ hội để mình giúp họ chứng tỏ điều đó. Hà Phương cho biết cô cũng từng áp lực chuyện giữ chồng. Nếu nói không sợ là mình tự dối lòng. Tôi cũng lo lắng lắm chứ, nhưng hai đứa nhỏ là vũ khí sắc bén để giữ trái tim của anh ấy. Tôi nghĩ vì anh Chính luôn thương và nghĩ đến các con, nên anh chưa bao giờ làm tôi buồn lòng. Anh thường nói hai con gái chính là người yêu của mình. Trước khi cưới tôi đã nói với anh, em biết công việc của anh bận rộn nhưng em chịu được. Tuy nhiên với em, chữ chung thủy vô cùng quan trọng. Nếu thật lòng thương em thì anh đừng bay bướm bên ngoài. Tôi biết mình may mắn lấy được người chồng thành đạt nên bản thân đã và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.